Một thông tin khác đó là mặt bằng giá vé máy bay tăng cao từ năm ngoái, giờ thì có nguy cơ đắt hơn ở chặng bay nội địa do việc tăng giá vé trần từ ngày 1 tháng 3 vừa qua. Giá vé máy bay tăng cao gây thiệt thòi cho doanh nghiệp lữ hành, người dân khi mà lựa chọn du lịch và không ít người dân đã quyết định không đi du lịch hoặc là thay đổi hình thức di chuyển, nhất là vào đợt cao điểm du lịch lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và hè sắp tới. Bà Chi sinh sống tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, từ Tết gia đình bà đã lên kế hoạch đi du lịch dịp lễ năm nay, nhưng hiện giá vé khứ hồi máy bay trong nước quá cao nên gia đình bà đã chuyển hướng chọn tour du lịch nước ngoài. Đã chọn cái tour đi Bali rồi. Hôm nay thì đến đã đặt cọc rồi, bây giờ đi là mình đặt theo cái số còn lại. Còn nói vấn đề mà giá tour trong nước và ngoài nước thì nó có chênh lệch rất là nhiều. Nhu cầu du lịch cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 dự kiến tăng cao khi năm nay người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Tuy nhiên, khi người dân bắt đầu tìm kiếm vé máy bay cho kỳ nghỉ lễ thì giá vé lại quá cao. Chuyện về vé máy bay thì ở trong nước hay ở ngoài nước thì bây giờ vé máy bay nó cũng cao hết. Nhưng mà theo mình biết được thì cái xu hướng hiện nay hình như đi nước ngoài có khi nó còn rẻ hơn là đi ở trong nước. Theo các đơn vị lữ hành, từ năm ngoái giá tour nội địa phải cạnh tranh với tour đi nước ngoài như Thái Lan, Malaysia và giá vé máy bay tăng cao. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp đối mặt với thách thức trong việc thu hút khách trong nước và quốc tế. Để thích ứng với tình hình, các doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng các sản phẩm du lịch để khách hàng dễ dàng tiếp cận. Đưa ra những cái chương trình nó có thêm những cái sự lựa chọn cho khách hàng như là sử dụng cái phương tiện là xe, phương tiện là tàu hỏa. Cái điều thứ hai á, thì chúng tôi cũng phải tự tạo ra những cái chương trình liên kết với những đối tác cung cấp dịch vụ. Giá vé máy bay hiện đang là vấn đề đau đầu đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành. Theo nhiều đơn vị, hiện các tour du lịch dịp lễ và hè sắp tới, người dân đang quan tâm chọn các tuyến gần để thuận tiện di chuyển. Một số du khách có điều kiện kinh tế sẽ lựa chọn các tour đi châu Âu, Mỹ, v.v. Thưa quý vị, trong chuyên mục Phương Nam Trù Phú chiều nay, mời quý vị cùng đến với một vườn tre đặc biệt của một lão nông với tên thường gọi là Tư Sang, tọa lạc tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Được du khách ví như là máy lạnh thiên nhiên giữa trời nắng hanh khô, mang lại những trải nghiệm lý thú cho du khách khi đặt chân đến vườn tre này. Đi đến đây rất là mát mẻ. Được nhìn lại những cái khung cảnh của ngày xưa rất là vui. Này đẹp lý tưởng nha. Thoải mái mát mẻ. Cái không khí quê nó rất là yên bình. Thoải mái, mát mẻ và bình yên, đó là những cảm nhận đầu tiên của du khách khi đặt chân đến vườn tre Tư Sang. Con đường tre dài gần 1 km, rộng hơn 1 hectare này, được ông Đặng Văn Sang, chủ của khu vườn trồng nhiều tre đặc trưng như tre mỡ, tre rai, tre sim, tre mạnh tông. Theo ông Sang, mục đích ban đầu trồng tre để bán do nhu cầu sử dụng rất rộng. Trải qua trên 30 năm chăm sóc, vườn ngày càng phát triển đẹp hơn, được nhiều doanh nghiệp tìm đến kết nối phát triển du lịch. Cái vườn tre mình trồng lên nó phát triển nó tốt, rồi mình dọn dẹp sạch sẽ, nó mát, nó đẹp. Mình già rồi mình tạo được cái chỗ vui vẻ đồ này kia, thấy thích. Bên cạnh điểm nhấn là vườn tre thiên nhiên còn ưu đãi cho vùng đất này dòng kênh nhỏ êm đềm, bao quanh là những cánh đồng lúa, tạo nên một hệ sinh thái rất lý tưởng để phát triển du lịch. Từ năm 2023, vườn tre Tư Sang còn đón nhà đầu tư mới để đầu tư xây dựng và mở rộng vườn trở thành khu du lịch sinh thái cộng đồng mang đậm chất miền Tây. Khai thác những cái khoảng trống của vườn tre, len lỏi trong cái khoảng trống đó để mình xây dựng những cái điểm check-in, cũng như là những cái điểm mình thưởng thức những cái vẻ đẹp của thiên nhiên mang lại, cũng như là cái ẩm thực. Bỏ qua những ồn ào náo nhiệt, những vườn tre tưởng chừng bình dị nhưng nó đã mang lại cảm xúc cho nhiều người, hơn hết là hướng con người đến với thiên nhiên, yêu quê hương và chung tay bảo vệ môi trường sống. Thưa quý vị, chuyên mục Alo cử tri Phương Nam trên truyền hình Quốc hội Việt Nam đã nhận được phản ánh của hơn 100 hộ dân sinh sống ở khóm 5, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, phản ánh bức xúc vì cho đến nay vẫn chưa có đường đi mặc dù tên đường đã có từ rất lâu. Hiện nay thì việc đi lại của người dân và học sinh đang rất khó khăn, phải chèo xuồng sang sông. Người dân đã kiến nghị rất nhiều năm nhưng vẫn chưa đầu tư nên người dân vô cùng bức xúc. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam tại khu vực này. Xin được mời anh Chí Điển ạ.
Tôi đang có mặt trên tuyến đường Trương Phùng Xuân thuộc khóm 5, phường 8, thành phố Cà Mau. Mặc dù tên đường đã có từ rất lâu, thế nhưng là đường cho đến nay vẫn chưa có. Và việc đi lại của người dân nơi đây thì gặp rất nhiều là khó khăn. Dùng xuồng để bơi qua sông hay băng qua những khu vườn rậm rạp là cách mà người dân ở khóm 5, phường 8, thành phố Cà Mau di chuyển mỗi ngày. Đường thì chưa có, trong khi tên đường thì đã có từ rất lâu. Tên đường đã có rất là nhiều năm, nhưng mà cái con đường không có. Thì cái sự bức xúc và cái khó khăn của nhân dân ở đây lúc nào cũng mong mỏi là các cấp chính quyền và phía lãnh đạo là để quan tâm tới khu vực khóm 5, phường 8 một chút. Vì ở đây là trực thuộc thành phố Cà Mau. Từ tiếp thu giờ 30 tháng 4 năm 75 tới giờ thì con lộ ở khóm 5, phường 8 này thì dân cư là cũng 300 mấy chục hộ, nhưng mà cặp theo gian sông thì trước giờ từ lúc tiếp thu giờ nhà nước chưa có đầu tư. Theo người dân, không có đường, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Quá bức xúc, một số hộ đã tự bỏ tiền làm lộ nửa mét để con em đi học. Tuy nhiên, vẫn chưa đảm bảo cho việc đi lại. Xóm Ghiền này có người lớn tuổi, già yếu, bệnh hoạn, đi bệnh viện rất là khó khăn. Khi đi phải là kiếm xuồng, ghe qua sông, chờ cấp cứu vô nữa qua sông, khi qua tới bên sông là chết rồi. Ở phường nè. Mà không có cái lộ đi, còn ta trong huyện U Minh ta có lộ bốn xe bốn bánh ta đi, mà tuốt trong rừng U Minh này ta có lộ, còn mình ở đây thành phố mà không có cái lộ đi, không bức xúc sao được. Hiện trên tuyến này có khoảng hơn 100 hộ dân sinh sống. Trước bức xúc của người dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 8 cho biết thành phố Cà Mau đã có kế hoạch đầu tư tuyến đường này. Thì đảm bảo để đi lại cho người dân trong khu vực này thì sẽ đầu tư trước là 600 mét với nguồn vốn là 1 tỷ theo cái báo cáo của phòng quản lý đô thị. Thì phường sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư của thành phố cũng như các cơ quan chuyên môn sẽ đề xuất tiếp tục. Từ rất lâu, người dân đã tự nguyện hiến đất, cây trồng và vật kiến trúc để làm đường. Tuy nhiên, đến nay đường Trương Phùng Xuân chỉ có trên các bảng số nhà của người dân. Thưa quý vị, hôm nay ngày 25 tháng 4, ban tổ chức chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2024 tiếp tục công bố các anh tài tiếp theo tham gia loạt chương trình. Và Tuấn Hưng là cái tên gây nhiều thú vị cho quý vị khán giả. Ca sĩ Trun Phạm và MC Thành Trung cũng được công bố là tham gia chương trình này. Như vậy, sau nhiều đồn đoán, ca sĩ Tuấn Hưng chính thức xác nhận tham gia chương trình. Tuấn Hưng cho biết anh muốn gặp gỡ và đối đầu với những người anh em thân thiết từ những ngày chập chững bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Với MC Thành Trung, đây là cơ hội để anh thử sức ở lĩnh vực ca hát. Với 21 năm làm nghệ thuật và truyền hình, anh từng giữ vai trò MC ở nhiều lĩnh vực giải trí khác nhau. Trong khi đó, Jun Phạm với khả năng vũ đạo, giọng hát sẵn có và sự sáng tạo, ý tưởng độc đáo cũng hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên những bữa tiệc âm nhạc hoành tráng và bùng nổ tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.